Cảm ơn quý khán giả vẫn theo dõi chương trình Luận đàm Thời sự trong tuần này cùng với Dược sĩ Phạm Khắc Khiêm. Trở lại với tình hình bầu cử của Hoa Kỳ và thế giới, thì trong cái tuần tới này, lúc mà các ứng cử viên vào tối thứ tư tuần tới, vào ngày 26 tháng 6, lúc mà các ứng cử viên Dân Chủ và gần như là tất cả đảng Dân Chủ, những người hoạt động trong đảng Dân Chủ sẽ đổ dồn về Miami để chuẩn bị cho hai cái đêm tranh luận, hai cuộc tranh luận đầu tiên cho các ứng cử viên Dân Chủ. Thì cùng ngày 26 đó, ngày thứ tư, ông Trump sẽ lên đường đi qua bên Nhật, Osaka. Tức là mọi người nghĩ là cái khôn ngoan nhất của ông Trump đó, là phải trong tuần lễ tới đó, là đừng gây chuyện với lại bên Dân Chủ nữa mà tập trung vào việc làm tổng thống của mình. Đương nhiên ở bên Nhật, ông sẽ có một cái buổi họp quan trọng vô cùng với ông Tập Cận Bình. Hai bên trong tuần lễ vừa rồi, thì sau một thời gian làm eo, bên Trung Quốc cũng đã xác nhận. Hai ông đã gọi điện thoại nói chuyện với nhau. Và bên ông Tập cũng xác nhận là sẽ gặp ông Trump trong bên lề của cái cuộc họp thượng đỉnh G20 không? Nhưng trước khi mà đi qua gặp ông Trump, thì trong tuần này ông Tập Cận Bình lại đi thăm Bắc Hàn. Thì chú nhìn thấy sao? Lý do tại sao lại đi thăm Bắc Hàn trong một tuần lễ trước đó, trong khi bên Bắc Hàn họ đã mời ông Tập cả năm nay rồi, ông không đi, là tuần lễ trước khi gặp ông Trump lại đi qua. Chúng ta biết rằng ông Tập Cận Bình ấy, nghĩa là gọi là lãnh đạo của lãnh tụ của Trung Quốc á, đây là lần đầu tiên sau 14 năm mới gặp của Bắc Hàn, mà mặc dù là cả hai 14 năm rồi mà chủ tịch Trung Quốc mới, hai nước là láng giềng đồng chí với nhau, đúng, mà đúng 14 mà năm tới mà vẫn không tới giờ này á, mặc dù mà chúng ta gọi là cùng mình gọi là núi liền núi, sông liền sông đi, thì giữa Bắc Hàn và Trung Quốc ấy, gặp nhau có thể ôm nhau hôn một cách thắm thiết, nhưng mà thực sự đó, giữa Bắc Hàn và Trung Quốc ấy, không phải là thân thiết nhau đến mức độ đó. Bởi vì sau này ấy, chúng ta mới biết rõ một điều là chính Kim Jong Un đã từng giết ông cậu vợ của mình, dượng của mình, vì lý do thân với Trung Quốc. Và chính Kim Jong Un đã từng đưa người để giết ông Kim Jong Nam, là cái người mà thân, là anh cùng cha khác mẹ thân thiết với Trung Quốc. Thành ra giữa Bắc Hàn và Trung Quốc ấy, mặc dù thấy là như thế, nhưng mà thực ra Bắc Hàn cũng không tin tưởng vào Trung Quốc lắm. Đấy là cái điều mà chúng ta nhìn thấy. Những cái quốc gia mà giúp Bắc Hàn ấy, thì đầu tiên là Nga, lúc đó gọi là Liên Xô, đã từng xây dựng lên cái chế độ của họ dòng Kim, và tiếp đó là đã giúp cho Bắc Hàn rất nhiều. Rồi cái quốc gia thứ hai ấy, mà liền với Bắc Hàn, hỗ trợ cho Bắc Hàn trong những lúc mà bị cấm vận và giúp cho Bắc Hàn trong những lúc mà Bắc Hàn bị suy sụp về kinh tế là Trung Quốc. Giúp là một chuyện, nhưng mà Bắc Hàn không phải là một quốc gia mà coi như là con đẻ của Trung Quốc hoàn toàn. Như vậy tại sao ông Tập lại chọn cái tuần lễ này đi qua Bắc Hàn? Trước khi ông có cuộc họp thượng đỉnh ấy, với lại Tổng thống Trump ấy, ở G20 đó, thì ông tới Bắc Hàn để ông nói cho ông để bắn tiếng cho Tổng thống Donald Trump, nói rằng cái con cờ của Bắc Hàn ấy, nó nằm trong tay tôi. Và như vậy cho nên khi mà cái con bài tẩy nằm trong tay tôi đó, thì tôi có thể tôi nói chuyện với Tổng thống Donald Trump tương đối là dễ dàng. Nếu mà hai bên về vấn đề thương mại nó được thoải mái ấy, thì tôi sẽ áp lực để cho Bắc Hàn sẽ có thể có những cái thỏa ước đối tốt về nguyên tử đối với Hoa Kỳ. Còn nếu không có thì Bắc Hàn sẽ áo ngạo với, và lúc đó Tổng thống Donald Trump sẽ không có được những cái tiếng với Hoa Kỳ đã giải quyết tình hình của bán đảo Triều Tiên. Nhưng mà ngược lại thì ông Donald Trump, ông ấy chúng ta thấy này, ông Donald Trump có thể ông suy nghĩ ngược lại. Ông bảo là nếu giải quyết được chuyện Bắc Hàn thì tốt, còn không thì không sao. Bởi vì từ trước nay chuyện Bắc Hàn, các đời tổng thống khác ấy, trước là bao nhiêu năm trời đã không giải quyết được rồi. Bây giờ tôi mới lên 2 năm hay 3 năm mà bảo rằng tôi phải giải quyết xong cái chuyện Bắc Hàn ấy, thì cái điều đó là đòi hỏi tôi quá. Cho nên nếu mà giả dụ mà Trung Quốc dùng cái Bắc Hàn để làm áp lực với lại Tổng thống Mỹ, thì tất nhiên là Trung Quốc hơi đặt vai trò quá cao của Bắc Hàn. Bởi vì nếu mà tình hình của Bắc Hàn vẫn như cũ, có nghĩa là Bắc Hàn vẫn tiếp tục nghĩa là thử bom nguyên tử, bắn hỏa tiễn, thì cái chuyện nó giống như hồi xưa, cũng chẳng có gì đi đâu cả. Nhưng mà tôi nghĩ rằng
được Bắc Hàn không đến mức độ đó, có nghĩa là Bắc Hàn vẫn mở một cánh cửa và Tổng thống Mỹ vẫn mở một cánh cửa, hai bên vẫn nói chuyện với nhau một cách rất là ngoại giao với nhau để mà có con đường hai bên ngồi với nhau được chứ không phải không. Chú nghĩ ông Tập cũng có thể đạt được một cái thành công tương tự như ở Argentina vào tháng 12 năm ngoái là mua thời gian, hai bên có thể có một cái cuộc đình chiến cho thêm gia hạn thêm 6 tháng nữa. Thực ra đó, thì cả hai bên đó đều nhìn thấy cái nội tình của mình, của Hoa Kỳ thì nội tình là năm 2020 bầu cử tổng thống, của Trung Quốc đó, thì nhìn thấy cái nội tình của mình đang gặp khó khăn, nếu mà cuộc chiến của mình đi đến chỗ mà gay cấn ấy, thì ông, cái vị trí của ông Tập Cận Bình sẽ có thể là không được vững. Đồng thời ông Tập Cận Bình cũng nhìn thấy rõ một điều là cái việc và vừa rồi dân Hồng Kông biểu tình một cách rầm rộ tới 2 triệu, có nghĩa là cả dân Hồng Kông đã hỗ trợ cho cuộc biểu tình này, thì ở trong nội tình của Trung Quốc trong khi đó là của ông Tập Cận Bình gặp rất nhiều khó khăn, cho nên cả hai bên ấy sẽ hòa hoãn với nhau để mà đạt được một cái mức độ nào đó trong cái thương ước với nhau, rồi tiếp tục cái cuộc chiến tiếp tục là sau năm 2020. Bởi vì chúng ta biết rằng Tổng thống Donald Trump không phải là cái thặng dư mùa dịch giữa hai nước, cái chuyện đó nó nhỏ, mà cái chuyện chính của Tổng thống Donald Trump và cái thành phần nội các của ông ấy là làm sao để mà có thể thay đổi được cái cơ cấu của kinh tế của Trung Quốc, trong đó là hệ thống quốc doanh, trong đó có thể có hệ thống trợ giá, trong đó có thể có những việc mà người ta gọi bằng cách như là gọi là ăn cắp sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Thì cái chuyện đó là cái chuyện lớn, không phải là một sớm một chiều, bởi vì cái cơ cấu của Trung Quốc ấy là đã mấy chục năm rồi, bây giờ bảo một sớm một chiều thay đổi ngay là cả một cái Trung Quốc có thể bị suy sụp vì cái đó. Cho nên cái cuộc chiến sẽ tiếp tục sau khi mà hai bên sẽ có thể hòa hoãn với nhau trong cái G20 này để mà giải quyết cái chuyện nội bộ bầu cử tổng thống, bên Trung Quốc thì ổn định nội bộ để mà trong tương lai sau cuộc năm 2020 sẽ có thể tiến thêm một bước nào đó. Thì cái chuyện này thì chúng ta thấy có thể xảy ra. Ông Tập thì muốn có thêm thời gian, có thể là bên Trung Quốc họ chấp nhận cái thực tế hiện giờ là bị đánh thuế 25% trên cái số một nửa số hàng nhập cảng của Trung Quốc vào Mỹ, nhưng họ không muốn leo thang nữa. Ông Trump có cần thêm thời gian hay là ông Trump cần phải dứt điểm trong cái không cái này? Tôi nghĩ rằng ông Trump ông đặt cái vấn đề đối đầu với Trung Quốc theo nhiều cái bước, ví dụ như là từ bước từ E tới cuối cùng là G, thì E tới B, B tới C, thì bây giờ cứ đẩy Trung Quốc vào mức độ đã, có nghĩa là sẽ thực hiện được một phần nào trong cái mà đòi hỏi, rồi tiếp tục cái cuộc chiến sẽ tiếp tục sau này. Thành ra đối với ông Tập Cận Bình ấy, là mua giờ, mua thời gian, nhưng mà đối với ông Trump ấy, là đạt được từng mức độ của một cái người mà gọi là chúng ta biết rằng ông Trump là một thương gia, tất nhiên là người biết đặt những cái gọi là biết deal, có nghĩa là tôi deal từng điểm một. Nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ rằng cái đó là sự thua của ông Trump, bởi vì trong cái cuộc chiến này đó, làm sao mà đạt được cái mức độ tối đa, mà cái mức độ tối đa sẽ không thể đạt được trong một cái khoảng thời gian chừng 2-3 năm, bởi vì chúng ta đã từng nói rồi là cái cơ cấu của Trung Quốc là mấy chục năm rồi chứ không phải mới, và qua nhiều đời tổng thống thì cũng đã từng bị Trung Quốc nghĩa là cũng mua thời gian như thế, có nghĩa là hứa rồi không làm, giống như là thời kỳ của ông Tập Cận Bình với Obama đó, thì lúc đó Trung Quốc hứa rằng không có quân sự hóa những biểu đảo Biển Đông, rồi cuối cùng Trung Quốc thấy rằng Mỹ bắt đầu lơ là thì quân sự hóa. Đấy là cái điều mà chúng ta phải nhìn thấy, thì Trung Quốc đã mua thời gian nhiều rồi, và ông Tổng thống Donald Trump thấy rõ ràng là cũng hiểu điều đó, cho nên anh mua thời gian thì cứ mua, và tôi đòi hỏi anh từng phần một, mỗi một phần tôi đạt được một tí, và cứ đạt được dần dần tới cái mức độ sau cùng là có thể đạt được nhiều hơn. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Luận đàm Thời sự trong tuần này, và xin hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tuần tới với những cái biến cố thời sự như tôi đã nói vào rất là quan trọng trong những ngày
trong tuần lễ sắp tới, đặc biệt là vào ngày 26 và 27 tại Hoa Kỳ cũng như là tại Nhật. Và trong thứ năm tuần tới chúng tôi sẽ trở lại với chương trình Tuần Đàm Thời Sự. Kính chào quý vị.